Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Đó, thời gian vừa qua thì anh chị thấy những mặt hàng Makita chính hãng nó cũng hết hàng khá là lâu rồi nha. Có mặt hàng không. Thì tối ngày hôm nay thì công ty Makita chính hãng cũng về rất là nhiều và đầy đủ tất cả các sản phẩm mà Bảo từng bán trước đây nha. Thì hôm nay Bảo sẽ báo giá lại nha. Chủ yếu là hôm nay Bảo làm về máy khoan, máy cắt sắt, máy bào và máy cắt gạch trước. Còn video sau thì Bảo sẽ làm về sản phẩm máy mài nha. Đó thì Bảo sẽ báo giá lại tất cả sản phẩm Makita được về này. Giá nó sẽ ra làm sao và tốt nhất cho anh chị mua trong thời điểm năm nay nha. Rồi thì Bảo sẽ báo giá máy khoan trước đi, rồi Bảo test âm thanh. Nói chung Makita chính hãng thì anh chị biết rồi, mua bên cửa hàng Bảo thì được cam kết là hàng chính hãng 100%, không lo hàng nhái này, bán hàng đều. Con nào anh chị mua mà phát hiện hàng nhái, hàng giả thì cứ tới Bảo đền cho một thứ 100 con nha. Rồi Bảo xin phép vào video tối ngày hôm nay luôn về sản phẩm máy khoan trước. Đó là con máy chính hãng Makita, nhà máy nằm tại Thái Lan nha. Model của máy là M0801 này. Con này á là nó xài khoan búa là được mũi tối đa là 16, nhưng mà cái đầu khoan này nha, nhiều anh chị hay bị nhầm lắm, đầu khoan này kẹp được mũi tối đa là 13mm thôi, còn mình phóng ở ngoài thì 16mm. Rồi đối với khoan gỗ, khoan sắt là 13mm. Công suất á của máy là 500W nha, nhà máy Made in Thái Lan đó, nhưng mà tiêu chuẩn Nhật nha. Máy này là thiết kế thì Makita là anh chị khỏi nói rồi, hai chức năng tem chống hàng giả. Bảo test âm thanh nha. Đó thì anh chị nghe âm thanh Makita thì nó thiên về âm thanh êm hơn, quá trời êm luôn. Đó, mức giá con mà M0801 này giá hiện tại bây giờ là 780.000. Đó thì anh chị nào tham khảo, đầu 13mm, khoan bê tông cũng được này, xài khoan gỗ, khoan sắt, bắn vít được luôn. Đó, công tắc đảo chiều, mà cái công tắc Makita này thì nó giống nhau hoàn toàn, độ bền cao, xài rất là sướng. Đó, sản phẩm đầu tiên rất là êm. Nâng cấp hơn tí xíu thì anh chị có thể lấy màu Makita M8103 nha, với mức giá nè bây giờ là 980.000 thì anh chị mình sẽ được này. Đó, thêm bệ nhôm nha thì nó sẽ xài bền hơn, lâu hơn con trước chắc chắn luôn, vì cái phần này á nó sẽ chống chịu nè, với là nó hạn chế mà cái bạc đàn bên trong nó hư. Rồi hàng chính hãng, nhà máy cũng nằm tại Thái Lan luôn. Dây nguồn thì dài 2m nha. Công suất con này á thì chỉ có là 430W, nhưng mà cho cái lực búa lúc mà anh chị khoan tường á nó sẽ mạnh nha, lên đến 33.000 lực đập á trên 1 phút. Lần đập chứ không phải là lực đập đâu. Đó, vòng tua máy thì điều tốc từ 0 đến là 3.000 vòng, có số seri sản xuất, với mức giá 980 là con này. Thì con này nó sẽ nhìn nó đồ sộ hơn con này, và chắc chắn là giá nó sẽ mắc hơn con này là đương nhiên nha. Đầu 13mm, âm thanh quá trời yêu. Đó, con máy này á mình xài công trình cực kỳ là bền luôn nha, phải nói là rất là bền. Xài công trình có nhiều anh xài 3, 4, 5, 10 năm nó mới hư. Rồi hai chức năng ở trên cái phần này thì cái phần lực búa nó khác hoàn toàn, nên cho khả năng là xài bền trâu bò. Rồi tem 7 màu chống hàng giả là sản phẩm M8103 nha, 980. Rồi tiếp tục nâng cấp thêm một tí xíu. À, anh chị ở nhà thích xài cái đầu lốc nè. Đó, cái đầu lốc nha. Đầu lốc Makita thì xài đương nhiên nó sẽ lốc cứng rồi nha. Mình bóp đây rồi mình khóa đây, kêu cái cạch cạch nè. Đó, nghe Bảo khóa nha. Đó, vậy là lốc. Con này là M8104 với mức giá bây giờ là 1.020.000. Thì nói chung nó cũng y con này thôi, nhưng mà nó được thêm cái phần đầu lốc cao cấp chính hãng Makita. Rồi công suất cũng là 430W, xài bệ nhôm này, cao cấp này, đầu lốc này, tem 7 màu thì đương nhiên cái phần này là không thể thiếu đối với hãng Makita. Hai chức năng công tắc tới lui ở đây, điều tốc là bóp chậm chạy chậm, bóp mạnh chạy mạnh nha, có xu giảm sốc. Rồi dây nguồn thì chắc chắn là Makita theo tiêu chuẩn Nhật nên là dắt dẹp nha. Đó, test âm thanh luôn. Hai con máy này y chang nhau anh chị ơi. Và đặc biệt lúc mà anh chị mua máy khoan Makita đều được một tay cầm nha. Đó,
Con nào á mà đầu 13 ly mang ranh này á thì anh chị có khóa xịn Makita, đầu lốc là không có khóa, chỉ có tay cầm đi kèm thôi nha. Đó, M8104 mức giá 1.020.000. Rồi tiếp tục Bảo lại giới thiệu cho anh chị hai dòng cao cấp hơn. Đó là HP1630, một con máy phải nói là anh chị xài rất là nhiều. Đó, 1630 mua rất là nhiều nha, lực búa nó lên đến là 48.000 lực đập trên 1 phút. Con này nó mạnh lắm, xài công trình thì phải nói là độ bền là theo thời gian rất là dài này. Đầu thì nó cũng là anh chị thấy hai cái đầu nó khác nhau giá tiền này, nó cũng làm chất lượng nó hoàn toàn khác xa luôn. Đó, HP1630 mức giá bây giờ là 1.350.000, thiết kế to đồ sộ này, máy này hơn 2 kg, giá tiền cao, bề nhôm nó cũng dày hơn gấp 3 lần. Đó, rồi bên trên là hai chức năng, máy to này, khóa không người ta cũng trang bị luôn, nói chung là tiền nào của đó anh chị ơi, nó nâng cấp một ít vậy á. Rồi công suất con này thì nó sẽ lớn hơn luôn, con này xài mũi tối đa là 16 mm, và đương nhiên đầu kẹp vẫn là 13 mm nha. Lực búa khủng này, công suất 710W, công suất thực nha. Đối với những sản phẩm Trung Quốc này nọ kia nó ghi rất là ảo, mà máy á thì nó chỉ có là ký máy à. Đó, con này công suất thực, nhà máy nằm tại Thái Lan, tem chống hàng giả ở đây. Con này thì nói chung độ bền với là độ khỏe khỏi phải chê luôn nha. Đó, mức giá là 1.350. Đó, âm thanh của Makita thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm như là Bossin nha, êm hơn Bossin. Đó, êm dữ lắm nha, công tắc điều tốc nhẹ nhàng, lắp ráp chi tiết phải nói là sắc sảo cực kỳ. Nói chung là thương hiệu số 1, số 2 thế giới thì nó lắp ráp thì anh chị khỏi phải chê luôn. Tỉ mỉ chi tiết này, không có cái phần ba dở thừa luôn. Rồi tiếp tục, nếu anh chị không thích 1630 mà thích tương tự như vậy, xài đầu lắp có con M8101 nha. Đây, tem chống hàng giả đây, vẫn là hai chức năng này. Anh chị nhìn hai con này nó có khác gì nhau đâu. Đó, y chang nhau luôn. Về cái phần mà cơ cũng như là phần vỏ máy này. À, con này nó trang bị thêm cái phần mà su đây anh chị ơi, khác con này một tí xíu. Rồi, tem chống hàng giả ở trên này vẫn là hai chức. Rồi, con này thì nâng cấp cái đầu mà đầu lốc nha. Đầu này là đầu lốc á. Đầu lốc thì nó cũng là bằng nhựa nha. Cái đầu này bằng nhựa nhưng mà ngoài này là inox này. Trời, đầu siết nhẹ nhàng lắm anh chị ơi. Với mức giá con này, đó, 1.350.000. Đó là con máy này nó bằng giá con này, được cái đầu lốc, công suất cũng là 710W luôn, lực búa với là y chang 48.000 lực đập trên 1 phút nè. Đó, xài điện 220, công suất 710W, giá nó cũng là 1.350. Thì hai sản phẩm này nó đồng giá, anh chị có thể tham khảo. Đó, âm thanh tuyệt vời, êm cực kỳ luôn, quá trời sướng cho sản phẩm Makita. Rồi, đây là 5 mẫu máy khoan Bảo review trước cho anh chị mình nha. Có một số mà nữa, nhưng mà Bảo chưa có soạn ra vì mấy em soạn thiếu nha. Rồi, tiếp tục mình qua sản phẩm máy bào gỗ Makita đi. Đó, model của máy là M9102. Đó, nhà máy nằm tại là China nha. Con này đặc biệt này, nhà máy China. Những con này á là Thái Lan. Đó, rồi, nhưng mà theo tiêu chuẩn Nhật hàng vẫn có chính hãng, tem 7 màu đầy đủ. Đó, máy bào qua dây rất là to, máy bào này dây khủng, với mức giá bây giờ là 1.230.000 chứ. Đó, test âm thanh cho anh chị nghe nè. Đó, máy bào Makita thì cực kỳ là êm về âm thanh luôn. Đó, thiết kế nha, xài dây Kura ở bên này. Đó, phần đế thì sắc sảo cực kỳ nè. Đó, láng bóng luôn. Đó, có cái phần này để anh chị thay lưỡi nha. Bên trước thì có, nó sẽ có da giảm, với mức giá rất là tốt nha. 1.230.000 mà anh chị mua một con máy bào này, nó xứng đáng với là đồng tiền anh chị bỏ ra luôn. Đó, không hề làm anh chị thất vọng. Rồi, qua sản phẩm máy cầm tay thì có con cắt gỗ nha. Đó, M0401. Đó, thương hiệu của nó là chính hãng Makita, mà con này cũng là nhà máy China nha. Đó, nhà máy đặt tại đó thôi nha quý anh chị nha, để anh chị hiểu lầm á. Đó, tem chống hàng giả,
Rồi chổi thang ngoài thiết kế đẹp, với mức giá con máy này chỉ có là 1.040.000 thôi. Bảo test âm thanh nha. Đó, khá là khỏe. Công suất thì con máy này lên đến là 1.200W này. Đó, xài điện 220. Có thông số kỹ thuật, vòng tua máy lên đến là 13.800 vòng trên 1 phút. Đó, anh chị thấy tuyệt vời luôn. Tiêu chuẩn Nhật, Makita chính hãng đây, nhưng mà nhà máy China. Đó, con này thì nó sẽ không có lưỡi nha, mà đặc biệt cốt của nó là xài được lưỡi tối đa là 1 tắc mốt nha, lưỡi tắc mốt. À, bảo quên giới thiệu máy bào đi. Công suất máy bào là bao nhiêu đây? À, máy bào đây là 580W nha. Đợt này con này mạnh lắm á, 580W. Lưỡi là lưỡi 82. Đó, để cho anh chị hiểu. Rồi mình qua sản phẩm cắt sắt đi nha, để anh chị tham khảo. Đầu tiên là sản phẩm cắt sắt Makita chính hãng. Con này là model của máy thì bảo cũng soạn hàng ra một tí để anh chị nhìn cho nó rõ hơn nha. Đó, rồi. Nói chung về cái phần cơ thì con máy này tuyệt vời luôn. Phần khung sườn đế thì sản phẩm Makita cắt sắt này nó làm này. Riêng cái phần eto không á, là anh chị thấy á, nó dày trời, quá dày luôn. Đế thì chắc chắn này. Đó, thiết kế máy đẹp. Nhà máy thì nằm tại Thái Lan nha. Model của máy là M2401, lưỡi là 355 nha. Makita chính hãng, tem bảo hành. À, nói chung là phản quang, nhựa cao cấp này. Đó, dây nguồn thì lớn chà bá luôn. Khung sườn thì là bằng hợp kim nhôm, đế dày. M2401 với mức giá là 2.400.000. Rồi công suất của máy là 2.000W nha. Rồi bảo test âm thanh. Makita thì máy cắt sắt thì nhâm nó rất là tuyệt vời luôn. Đó, đề ba rất là lực nha. Đó, êm giả mang luôn. Máy Makita nó êm dữ lắm. Lưỡi là lưỡi zin theo Makita luôn. Thì anh chị thấy tuyệt vời. Đó, Makita chính hãng độc quyền. Hàng này là hàng chính hãng 100%, xài dây xích, mãng đeo đi. Rồi với mức giá 2.401 là 2.400.000 nha. Rồi mình nâng cấp thêm một tí xíu nữa là mình có con này đi. Bảo giới thiệu từng con rồi bảo bưng xuống đi nha. Bàn nó cũng khá là chật. Đó, để bảo bưng xuống rồi bảo lại bưng hàng kia qua cho anh chị xem nó chính xác hơn. Đúng lý ra là bảo phải kêu mấy bạn là soạn ở dưới đất kia, nhưng mà thôi, ở trên cao này cũng được nha. Đó, tiếp tục qua sản phẩm cắt sắt M2403 nha. Con này á thì được cái công suất lớn hơn. Đó, công suất lên đến là 2.200W M2403. Đó, tiêu chuẩn Nhật, nhưng mà con này lại nhà máy China, anh chị thấy không? Công suất 2.200W. Thiết kế thì nó cũng nhìn nó cũng giống con kia. Phần mà khung đế này, ốc lục giác, khóa mở cũng là ốc lục giác nha. Đế thì khỏi phải chê, rất là dày, dây rất là to. Với mức giá con này 2.600.000 đâu, con này là 2.550.000. Đó, bảo nhớ sai á. Rồi bảo test âm thanh nha. Quá trời mạnh luôn. Con này thì bảo thấy nó đề ba nó mạnh hơn con 2.000W kia nhiều á. Đó, với mức giá chỉ có là 2.550.000. Vòng tua máy là 3.800 vòng trên 1 phút, xài điện 220. Đời này là đời sản xuất rất là lâu. Đó, thì anh chị thấy mới về đây thì khỏi phải chê. Nhà máy nằm tại China nha. Con này là 2403, 2.550.000 này. Rồi tiếp tục qua sản phẩm tiếp theo là con máy tay ngang nha. Tay ngang 2402. Đó, hồi này đúng lý là phải giới thiệu con 2402 trước, nhưng mà đi sau ra 2403 luôn anh chị ơi. Đó, dây nguồn lớn này, chắc chắn này. Con này đặc biệt một cái là tay cầm ngang. Rồi công suất cũng là 2.200 nha. Đó, con này thì mức giá tay cầm ngang thiết kế nó khác hoàn toàn, nên là giá nó cao hơn 2.650. Đó, rồi công suất là 2.200W. Vòng tua máy y chang 3.800. Đó, nhà máy thì đặc biệt con này là Thái Lan, thấy không? Đó, cái cam của mấy bạn quay nó cũng chính xác nha. Đó, Makita công suất 2.200W, tay cầm ngang, bảo đề ba âm thanh nha. Đó, cái phần này á, là nó rung vậy anh chị, về là cái cứng này em không.
Đó, nói chung là con này nó đề ba khá là khỏe luôn. Đó, lưỡi nha, êm ru nha. Rồi cái thằng Eto con này á thì nó cũng rất là dày dặn chắc chắn luôn. Con này thì bảo thấy nó cắt sắc nó to hơn con 2401 với là 2403 này. Đó, nó da ra tới sau này luôn. Rồi tay cầm á, thì nó khóa ở đây. Còn con 2401 với là 2402 à 2403 khóa trên đầu nha. Đó, con này mức giá là 2650. Rồi qua sản phẩm máy cắt cao cấp nhất của Makita đi. Con này thì giá nó đương nhiên nó cao hơn. Đây là mẫu đặc biệt nha. Đó, mẫu đặc biệt. Model của máy là M2400, xài lưỡi 355 hết nha. Con này nhà máy cũng nằm tại China. Mức giá con này cao 2.800.000. Nhưng mà watt nó chỉ 2.000W thôi. Mà anh chị nhìn á, tại sao giá nó cao? À, trước tiên là bảo giới thiệu cái phần này. Cái phần mà khung sườn là anh chị nhìn hai con này nó đã khác nhau rồi nha. Đó, em quay vào. Con này nó sẽ đồ sộ hơn, chắc chắn hơn nhiều. Đó, cái phần gắt te con này thì sao ăn được con này. Đó, hai gắt te khác nhau hoàn toàn. Còn cái phần mà công suất của nó thì nó cũng giống nhau hết nha. Đó, con này giá bán cao vì cái phần mà nhâm ruột nó làm cũng hoàn toàn khác luôn. 2.800.000. Đó, 2.000W thôi mà vòng tua y chang nha. Vòng tua con này cũng 3.800. Bảo test âm thanh đi. Con này á, wow, con này êm hơn nhiều nha. Sai. Con này êm hơn nhiều nha anh chị nha. Con này đề ba nó rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, chắc có lẽ là bảo nghỉ là cái con này á, cái phần nhâm của nó sẽ khác nha. Nên là đề ba anh chị cảm giác như nó đầm dữ lắm. Đó, đề ba nó khác hoàn toàn so với cái mẫu này. Mẫu này á thì đề ba nó sẽ giật hơn. Anh chị thấy không? Bên này nó sẽ đầm hơn. Nên là giá nó thay đổi khác xa. Đó, thì hôm nay Bảo giới thiệu chủ yếu là máy cắt sắt này, máy khoan, máy bào với là máy cắt gạch gỗ. Thì video sau Bảo sẽ cập nhật cho anh chị mình về máy mài cũng như là một số máy khác nha. Thì anh chị nào có nhu cầu thích một con máy Makita chính hãng giá tốt này nhất có thể thì có thể tham khảo bên cửa hàng Bảo giới thiệu, hoặc là tham khảo giá cả. Nếu mà thích Bảo thì có thể ủng hộ nha. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video tại đây. Anh chị nào mà muốn xem clip tiếp theo thì đừng quên là bấm vào nút like với là bấm vào nút chuông, để lúc Bảo lên clip thì anh chị nhận được thông báo của máy và video sau nha. Bảo xin chào tạm biệt.